rút khỏi lĩnh vực bán lẻ theo thông tin phát đi từ VinGroup, tập đoàn này sẽ giải thể siêu thị điện máy Vinpro và sát nhập trang thương mại điện tử Aday rồi vào VinID để tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp, công nghệ. Động thái này được đưa ra ngay sau khi VinGroup gửi thông báo tới một loạt đối tác về việc sẽ tạm dừng hoạt động của sàn thương mại điện tử Aday rồi vào ngày 17 tháng 12 năm 2019. Đây là trang thương mại điện tử được VinGroup đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2014. Theo VinGroup. Việc sắp nhập đây rồi với ứng dụng VinID không chỉ giúp dữ liệu hóa hành vi người dùng mà còn tạo ra nền tảng mới, trong đó khách hàng là trọng tâm với mục tiêu dự đoán đúng nhu cầu, đáp ứng chính xác và kịp thời hơn mong muốn của khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đối với chuỗi siêu thị điện máy VinPro, thông báo của VinGroup cho biết lĩnh vực bán lẻ không còn là ưu tiên cốt lõi của tập đoàn, do đó VinPro sẽ được giải thể trong tháng 12 năm 2019. Như vậy chỉ sau 4 năm hoạt động, cái tên VinPro giờ đây sẽ chính thức bị xóa sổ các cán bộ nhân viên có năng lực phù hợp và có nhu cầu sẽ được Vingroup giữ lại để chuyển sang làm việc tại các công ty thành viên khác trong tập đoàn. Tất cả các nhân viên Vinpro sẽ được nhận lương tháng 13, thưởng Tết và phần thưởng thêm từ tập đoàn nhằm tri ân những đóng của họ. Trong thông báo của mình, Vingroup cho biết quá trình tái cơ cấu, bao gồm sáp nhập và giải thể các công ty trong mảng bán lẻ, sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của đối tác và khách hàng. Sau động thái bán chuỗi siêu thị Vinmart cho Masan đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn vingroup mục tiêu của quá trình tái cơ cấu nhằm tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi của vingroup trong thời gian tới là công nghiệp công nghệ